Xin chào các bạn, mình tên là Lê Văn Thọ BTC, mình đến từ thị trường miền Bắc. Ngày hôm nay mình rất vui được tham gia cái khóa học CCN 2 ngày. Và trong 2 ngày vừa qua thì mình rất vui được kết nối kiến thức đầu tư với các bạn học viên trên toàn quốc. Và đến với khóa học này thì mình biết thêm về cách đầu tư và tạo ra dòng tiền thu nhập tự động từ tiền điện tử. Và biết cách review những cái đồng coin, những đồng ICO, những kênh đầu tư liên quan tới tiền kỹ thuật số và cách đưa các video lên các kênh marketing online tự động và cái lượng view top đầu trên những kênh YouTube, Facebook. Và mình cảm ơn Jory Thông cùng với Emily đã hỗ trợ và cho các học viên, và mình vỡ ra rất nhiều cái khó khăn, những cái khúc mắc trước đến giờ mình làm kênh online mà chưa thực hiện được. Và nhân tiện đây mình chúc Johnny Thông và Emily sức khỏe và đào tạo cho các học viên các khóa tiếp theo nhiều kiến thức bổ ích, và chúc các anh chị học viên tham gia cái khóa học này về thực hiện và có những kết quả thành công vượt bậc trong năm 2018 và có những cái buổi offline hàng tháng. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Chào các bạn, mình là Trang. Mình đến từ khóa học CCI Hồ Chí Minh của anh Johnny Thông và chị Emily Mỹ. Thì sau cái lớp học này thì mình cảm nhận là mình được tăng lên rất là nhiều kiến thức bổ ích ở lĩnh vực crypto mà trước đây mình rất là bỡ ngỡ và nói chung là không biết gì. Thì sau khóa học này thì không những là mình có thêm được về kiến thức ở thị trường cryptocurrency khá nhiều, mà còn được bổ sung thêm những cái kiến thức về marketing để BA cũng như là tạo ra một cái trang web riêng cho bản thân mình rất là tốt. Và đặc biệt là sau cái lớp học này thì mình có được những cái kiến thức như thế nào là về nguyên tắc đầu tư, cái thứ hai nữa là cách như thế nào để mình có thể tìm được những dự án ICO rất là tiềm năng mà chính bản thân mình có thể làm được. Và một lần nữa mình xin cảm ơn anh Johnny Thông và chị Emily Nguyễn đã hỗ trợ rất là nhiều cho mình ở lớp học mà CCI 01 này. Và mình rất là hy vọng là mình có thể đạt được một cái mục đích của mình là tự do về tài chính trong vòng 2 đến 3 năm tiếp theo. Bạn, xin chào tất cả các bạn, mình là Ruby Book. Mình có mặt trong lớp học ngày hôm nay do admin Johnny Thông và Emily Nguyễn tổ chức. Thì mình cảm thấy thật sự là người rất là may mắn là một trong những người được tham gia lớp học này. Và với những kiến thức mà admin Johnny Thông đã truyền đạt lại thì thật sự mình thấy rất là hữu ích, và nó sẽ là nền tảng giúp mình tiếp bước trên con đường phía trước. Và mình hy vọng với cái nghề CCI này sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình. Xin chân thành cảm ơn. Chào bạn. Hi, chào các bạn. Tôi là Viu Hà, năm nay là 63 tuổi rồi. Thì nào giờ thì tôi thì là chỉ làm offline thôi, tôi chuyên về MLM và tất cả các cái dự coin nè, về sản phẩm nè. Tức là cái ngành mà network marketing tôi rất là yêu. Và tôi đã tuy là offline có thành công nhưng mà thành công hiệu quả nó không có cao. Nhưng mà thông qua cái lớp này đó thì thầy Thông đã giúp tôi có một cái nhìn về cái mình làm online nha. Thì thầy đưa ra là tổng cộng 37 bài, và tôi bữa nay là mới cái ngày cái 38 bài chứ. Thì tôi bữa nay là cái ngày đầu tiên tôi vào thì tôi được học một số cái kiến thức rất là hay mà rất là dễ hiểu của thầy Thông giảng, và Emily thì hướng dẫn rất là tận tình. Thì thông qua 38 bài này thì tôi đã tôi sẽ về tôi nghiên cứu và tôi sẽ thực hành với sự chỉ hướng dẫn của thầy cô. Thì tôi hy vọng là tôi sẽ ứng dụng cái này vào cái ngành nghề của tôi trước đây để tăng lên hiệu quả, và bên cạnh đó tôi sẽ giúp được sau này giúp được rất là nhiều người cũng theo cái mô hình này mà chúng ta sẽ thành công. Và cái mô hình này đó thì chúng ta có thể dùng để mà sử dụng cho tất cả những cái chương trình affiliate hoặc là network marketing, hay là bán hàng về sản phẩm, hoặc là đồng tiền, hoặc là những cái đồng coin, tất cả những cái chương trình gì chúng ta đều có thể áp dụng được với cái phương pháp mới này.
Và đây là một cái rất là may mắn cho chúng ta là chúng ta có những một cái người thầy rất là chuyên nghiệp về cái lĩnh vực này. Thì tôi hy vọng rằng các bạn nên cái này, nên tìm hiểu cái này và tham gia những cái khóa học như thế này để mà chúng ta có kiến thức, chúng ta làm hiện đại hóa. Mặc dù tôi là 67 tuổi rồi tôi vẫn làm được, thì các bạn còn trẻ thì thông tin quá giỏi thì các bạn sẽ còn giỏi hơn tôi. Và tôi chúc thầy Thông và cô Emily nhiều sức khỏe để mà hướng dẫn cho cộng đồng có một cái ngành nghề mới, có thể kiếm được tiền, có thể là thành dễ dàng thành công hơn so với chúng ta làm cổ truyền trước đây. Xin tôi là Lê Văn Tuấn, sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu, được biết đến cái khóa học CCI01 đầu tiên tại Hồ Chí Minh do John Đi Thông và Emily đấy, đứng giảng, thì tôi rất lấy là vinh dự là một trong những người được đầu tiên tham dự khóa học này. Đấy, thứ nhất là tôi thấy rằng là đây là một cái khóa học mang lại rất nhiều bổ ích cho cái cho tôi về cái mong ước là từ trước đến giờ là muốn có một cái cuộc sống được tự do. Đấy, làm việc bất kể lúc nào mình thích, bất kể nơi đâu. Đây là một cái nghề rất là mới và cũng phù hợp với cái xu hướng phát triển của thế giới, tức là cái blockchain và cái cryptocurrency, một lĩnh vực hoàn toàn mới với tôi, và tôi rất muốn bước thử sức mình vào một cái ngành nghề mới. Đấy. Và trong cái quá trình học là được chỉ rất là tận tình của Johnny Thông và cũng như Emily, tức là với hình thức như là cầm tay chỉ việc để mọi người cùng rõ, cùng hiểu và làm được cho đến khi là ra được cái kết quả như mình mong muốn. Và cuối cùng là sẽ cố gắng học hành nhiều hơn nữa để mà thành thạo cái nghề này do Johnny Thông và Emily đã truyền dạy. Và xin chân thành cảm ơn Johnny Thông, Emily cùng ekip của chương trình đã cho tôi được và các bạn ở đây được học cái chương trình này, chương trình đầu tiên. Xin cảm ơn.